Hello everyone, hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi các tựa game. Chỗ đầu tiên là Tom Curran. Cái này mình chơi mấy cái bộ 8 trò theo cái tựa từ trái qua phải. Nhiều cái hoàn thành này. Cái này này. Trò tiếp theo Minion rút. Mình sẽ chọn như vật Hunter. Yeah.
Cái này như kiểu mà là thế giới là bạc thế giới cũng như là trời thật sự. Trò tiếp theo, ta quy Ryan. Trò một chút trang phục mới này. I tagged you! Great job! Here's your surprise! Chọn tiếp theo là MetroLand. Điều này chắc chỉ có đúng một thành phố thôi.
con thấy mở quá một thành phố khác. Đây là chỗ công viên đây. Chạy nhanh chứ. Đây có phải tầng ban công không nhỉ? Đêm chơi cá mực. Đây nhiều phần thưởng quá nhỉ. Trò tiếp theo là Sonic Dash. Nhiều vật lựa chọn vẫn là Big Cat.
Hình như mình vẫn còn thiếu nhỉ. Trò tiếp theo ôm luôn rồi. Đang định chọn nhân vật khác. Cái này mà không dùng. Để xem bài này mình sẽ mất bao lâu để hoàn thành. Ui. Trời đúng một sao. Nhận được 10k. Trò tiếp theo Red Bull Super Run. Rồi, bắt đầu vào chơi. Ở đây có tiếng chim hót nữa. Một lần nữa mình lại vào công viên. Thế nhưng mình đang đi vòng. Để vòng tròn bảo vệ nữa. Được rồi. Còn đây là nó giống như truyện tranh. Còn đây là những nhân vật mà mình sẽ phải dán trong chuyện để tạo thành một câu chuyện gì đó. Bật. Trò cuối cùng là Boran 2048.
Ui rồi chuyển sang màn vô tận này. Game này chơi hơi giật lag tí. Số 32 che khuất rồi. Giờ số mấy nhỉ? Ồ, lên tận 8.000 rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nhé.